Cái chân chống xe biết không? Chân chống xe dựng trong nhà là nó hay, những cái chỗ mình hay dựng tới luôn là nó chày vậy, chắc là nó có một cái hình 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 chày vậy nè mà chà nó không ra, Trời ơi. lấy xà bông lép boy luôn á, Cho tiền cũng không ra nổi đâu. chứ làm sao ra được nè, chả ra đâu. Trời ơi là trời. Anh chà này đi sáng mai á, chờ em xíu đi, chà chà nó sáng mai á. Ủa, chứ làm ăn gì ra? Vì cái này em hút miếng em mới chỉ nha, không không chỉ đâu đó. Chờ xíu đi, hên chưa? Có gì mua chuột là ông chơi hết à? Chờ xíu. Không ra nổi đâu. Đây nè, anh lấy này ra mới ra nè. Nó hay trời, nó chào cái gì ta? Gạch này nó vô nó càng 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 ghê nữa trời. Nghe có vẻ phi lý đúng không? Nó cứng, nó đập cứng là đương nhiên nó chạy nền, chạy đồ còn ghê hơn nữa. Nghe có vẻ phi lý nhưng sự đó có lý. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cách khôi phục lại gạch men bị chày xước do đường cắt hay là chân trống, hay gọi là gạch men bị xước như vậy nè. Cái chân chống xe. Tôi sẽ giúp bạn khôi phục lại. Cái chân chống xe thường hai anh giọng bậy bậy đúng không? Nó xước bậy đúng không? Cái gì? Rồi xong luôn. Rồi. Cái gì? Cái này là ông phá ông vậy, ông gạch này đúng không? Không. Tôi nghi vậy. Tôi muốn ông muốn làm một cái gì đó để ông làm cái này cho đều, bắt đầu ông làm mẹo gì đây nè. Có đâu ông ơi. Cái này là em thấy thôi, em thấy em nhìn em được vậy thôi chứ có đâu. Trời ơi, ông nội nó cần hơn nữa, em thấy đấy. Có đâu, em nói giỡn rồi. Rồi cái dấu vết này của ông vẽ nè. Cháu anh nó hồi nãy cái con cháu này nó vẽ đây nè, con cháu đâu rồi? Bé này nó vẽ dài vẽ nữa. Thấy không? Đây nè. Có vẽ không thôi. Nó xạo đó, nó xạo á. Nó 14, 16 tuổi rồi. 14. Lừa. Nè coi dấu nè. Dấu y chát ông vẽ gì đó. Đó đó. Ông phải làm ra cho tôi, còn không ra là ông mệt cho tôi á. Đổ một miếng nước lên đúng không? Xoa đi. Gạch là anh phải là gạch thấm nước. Cầm tẩy. Tẩy đúng không? Chà hả? Tẩy đi. Ra không? Con bé này làm chứ ai làm nữa. Xào. Xào, 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 xào và cố luôn. Tẩy coi. Nó ra đâu trời. Ê, ê, ê. Sao nó ra vậy? To ra đó. Anh cứ nghĩ là nó sẽ xước nhưng thực sự là gạch nó cứng vậy, nó không xước đâu. Gạch thấm nước anh chùi vô giống như cục tẩy, anh tẩy ra hết à. Chịu khó đi anh chịu khó là ngồi anh trà đi. Cháu làm thì cậu chịu thôi chứ sao giờ. Tôi nghĩ ông làm chứ. Em không có làm nè, em đi chăn bò, em qua đây em uống nước liên quan đến em. Tôi nghĩ ông làm để mà muốn phá hết cái gì đấy chứ. Không có đâu. Anh cứ chùi đi mọi người xem. Ông muốn làm ảo thuật gì đây chứ. Có đâu. Ngày hôm nay tôi đang hướng dẫn cho bạn đó, thấy chưa? Ra hết rồi nè. Ra là này đó. Hay vậy. Thì cái gì có cái mẹo nó mà. Đáng lý là cái cứng nó vô đây. Cái viên này hơi hơi cứng này, có cái viên mà hơi mềm mềm biết coi. Nói chung là mình ra ướt là chùi ra hết rồi. Phải không? Lùi ra là mấy? Có ra mà, thấy chưa? Hay vậy? Vậy là mấy cái chỗ mà tôi dựng chuyện chống xe nó bị vậy là xước là... Ra luôn, hết luôn, ra hết luôn, ra hết luôn. Hay vậy trời? Đó, đây là đây là một cách tẩy xước gạch men rất là hay các bạn. Các bạn lưu lại sẽ có ngày dùng nha. Trời ơi. Anh chịu khó tẩy đi, tại vì cháu anh nó quậy quá thì anh chịu khó anh tẩy đi, em muốn nhà ấy thì tẩy đi. Nó nói nó không có tẩy, nó không có trà mà ta. Chỉ có âm thôi chứ nó chà, nó thấy em đây là nó đặt nó chối á, em thấy rõ ràng nó chà mà. Không, để nó lát nữa đi, lát nữa tôi chà xong sạch hết rồi. Ra đó, thấy chưa? Đúng rồi, hết rồi. Thấy tí rồi. Đâu thêm mày. Thấy chưa? Thấy không? Nó ra hết, thấy chưa? Đó. Mà nó không bị xước gạch nha. Không bị xước gạch đâu. Đó. Nha, chứ không phải là xước đâu. Ok. Đây là một cái rất hay. Nghĩ xong cục gạch cứng vậy mà chà ra ta. Anh lấy mấy anh lựa mấy cục gạch nào mà trắng trắng á, mà được gạch non á. Gạch non mà ăn ngâm nước cho mềm 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 á, đừng lấy gạch gạch cứng. À, gạch non á hả? Ừ, gạch non non mà nhớ ngâm nước nha. Rồi, ok. Anh nhớ ngâm nước cho nó uống no nước đi, rồi anh lấy anh làm, anh bảo la nó chì nó kì hết mấy cái dấu xước này luôn nè.